Rồi, ok, chào bạn ha. Thì như là cái tiêu đề của video thì trong clip này mình cho bạn có một dòng cái chiếc Galaxy Z Fold 25G đã được dán BBF ở mặt trước lẫn bên trong luôn. Đây, thì đây là phiên bản chính hãng Việt Nam ha. Đó, đây là cái ốp đi kèm theo máy khi bạn mua nè, được tặng ha. Nó là dạng giả carbon đó, ốp ở một mặt thôi và nó có một cái thanh ở đây á để bạn có thể mình gạt ra như thế này. Mình làm một cái giá đỡ ha, mình xem phim hay là làm thao tác một tay trên mặt bàn á nó cũng thuận tiện hơn. Như là ở đây mình đóng đóng là nè, đó, đã như thế này nè. Thì mình xem phim đó ha, hoặc là mình thấy gần đứng lên như thế này, nói chung thì cũng khá là ok đấy đó, nhưng mà mình thấy là do là có một mặt thôi cho nên nó làm thấy hơi không được ngon lành lắm. Giá như làm hai mặt cũng thì ok rồi. Đây là cái mặt trước ha, được dán một cái lớp BBF nhưng mà là dạng dán nhám mà phải không, nhám mà chứ nó không là dạng bóng đó, vòng vòng ha. Đây mặt nhám của nó như thế này và cái cảm giác khi mình làm á thì nói chung thì nó cũng cảm giác nó ít bị rít hơn so với là cái dán BBF bóng. Còn đây là cái quan trọng nhất nè, đây mở bằng coi bên trong nè. Đó. Đây, đây là cái màn hình đã được dán cái PPS nhám. Thì mình thấy là khi mình dán vô á thì nó sẽ bị ảnh hưởng, đó là về cái độ trong á, đó là độ trong của cái màu á nó sẽ không còn nữa ha. Nhưng mà đánh đổi lại thì gì? Khi bạn thao tác trên cái màn hình này á thì nó sẽ gọi là đã hơn và nó sẽ ít để lại mồ hôi và dấu vân tay hơn rất là nhiều. Bù lại thì cái độ trong trẻo về màu sắc á nó sẽ bị giảm đi. Nhưng mà mình nói rồi ha, phải đánh đổi. Thì cái giá combo của cái miếng dán BBF cho mình bên trong lẫn bên ngoài luôn á là 300 ngàn. Đó, bạn nào thích dán thì có thể qua bên dịch phụ kiện. Và thêm một cái nữa là mình có luôn cả một cái cường lực dành cho cái cụm camera sau luôn. Đây, là đã dán cường lực rồi ha, đó trọng bộ luôn các bạn ha. Là cả luôn là cái kính cho cam sau, cho cái màn hình BBF nè. Đó, và luôn cả cái màn hình chính cũng như là cái sườn luôn. Cái sườn này cũng được dán BBF rồi đó nè, dán nhám luôn nha, dán nhám luôn nhưng mà nhìn vô là cũng như là chưa dán rồi đó. Đó, kính đây cho một vòng nữa về cái màn hình chính này được dán cái BBF nhám đó, phải không, con màu đen nè. Đó, thì nó cũng không bị chói ha, đó khi bạn xài như này như nào mà gọi là không quan tâm lắm về độ trong trẻo quá thì thời gian miếng này nó thích luôn ha. Đó, nó cũng vừa vặn luôn cho nên là rất là ok. À, tại vì mình nghe bảo là cái miếng dán này là theo khuôn luôn cho nên là dán rất là vừa vặn. Không phải cắt. Rồi cái này không có cắt gì hết trơn nha, có khuôn đàng hoàng luôn. Giá combo 300 ngàn mặc cho màn hình chính, cho cái màn hình phụ và cái cụm camera sau và cái khuôn viền luôn, khuôn sườn á. Đấy, ok ha. Rồi, cho bạn nào mà thích dán thì có qua bên dịch phụ kiện, địa chỉ là 36 Trần Nhân Tôn, quận 10, qua đây mà order dán. Đấy. Ok, mình sẽ thử mở một cái YouTube cho bạn coi đi ha. Cho bạn xem mình dùng coi là khi mình xem YouTube á, khi mình dán cái miếng dán này nó như thế nào ha. Thử luôn nè. Đây, mình sẽ mở trên cái kênh của mình nè. Đó, đây. Kênh của mình đây. Đó, coi thì cũng ok đấy, nhưng mà có điều là nó sẽ không có đường được trong nữa thôi. Mình thử cái một cái clip nào nhiều màu sắc đi, thử cái clip mình chạy xe đi ha, quay một GoPro đi. Đó. Thấy không? Giờ. Ok, lát xe biến. Đó. Đây là cái video mình quay bằng con GoPro Hero 9 Black. Đó, thì mình thấy không, khi mình coi á thì hai cái viền trên dưới rất là dày nha, do cái màn hình của con Samsung Z Fold 25G á nó là dạng tỷ lệ vuông á cho nên là mình coi nó sẽ hơi khó chịu chút xíu. Đấy. Nhưng mà mình thấy là khi mình coi thì cũng rất là ok. Đó. Không bị chói ha, ít đỡ hơn so với là cái miếng Không, BBS trong. Rồi, tất nhiên là nó sẽ ngon hơn cái miếng zin nhiều rồi. Bạn nên nhớ nha, một khi bạn đã dán cái đầu đó thì bạn phải lột cái miếng zin mà xâm dán cho bạn nha, đó điểm mình cần phải lưu ý. Rồi ok đó, đây nè, thấy không, nó khoét nè, vừa luôn đó, vừa khít luôn ha. Rồi ok, xong thì đó là cái trải nghiệm nhanh thôi, thì bạn nào muốn dán thì phải qua đây thử đó, gặp lại bạn coi nè, chưa nó không có bị hiện tượng là bị bung lên luôn nha, không có bị bung cái miếng BBF lên luôn đó, chưa như này nè, thấy không đó. Ok ha, xong. Thì bạn nào có ý kiến gì về cái video này thì bạn việc comment bên dưới, và cái địa chỉ mà dán á thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả để cho bạn xem. Ok, rồi, chào bạn.